Vâng, hello, chào tất cả mọi người. Toang rồi, em đã điều tra ra số điện thoại của bà Nico Diệu Hân, cái bà sư cô giả mà đã chửi thầy Minh Tuệ. Để hôm nay em gọi thử cái bà Nico Diệu Hân xem cái giọng điệu xuyên tạc, xúc phạm, nhục mạ thầy Minh Tuệ đanh thép như thế nào, gặp Hoàng Sáu TV xem như thế nào. Và em gọi thì em cũng nói với tất cả mọi người, em sẽ nói giọng lịch sự. Bởi vì thứ nhất là nếu như em chửi thì bà ấy sẽ không nói. Em phải nói giọng nhẹ nhàng và cũng là một cái điều tử tế. Bởi vì khi em là một người làm truyền thông, em gọi cho bất cứ ai, hay dù người đó có ghét mình như thế nào, mình có bức xúc như thế nào, em cũng không thể nào như quý vị khán giả được. Nên rất mong tất cả quý vị khán giả cũng hiểu cho em là em sẽ nói chuyện từ tốn, giống như nói chuyện với tất cả mọi người. Còn nếu như em là một người bình thường mà không quay phim cho tất cả mọi người xem, chắc chắn là em sẽ chửi ghê lắm. Nhưng mà mình hãy dành một điều tôn trọng đến quý vị khán giả. Khi tất cả quý vị khán giả đang xem kênh của em thì cũng như tất cả quý vị các bạn đang xem em nói chuyện vậy. Nếu như em chửi thì cũng chả khác nào em chửi quý vị khán giả. Và không lòng vòng nữa, ngay bây giờ cho mọi người nghe, em sẽ gọi trực tiếp cho bà Nico Diệu Hân, cho mọi người không phải chờ đợi nha. Đây, đợi em một chút. Alo, alo, dạ vâng, Nico Diệu Hân ạ. Nói đi. Dạ vâng, Nico cho con hỏi với. Mấy hôm nay con thấy Nico có hay nhắc về thầy Minh Tuệ á. Nico có thể chia sẻ với con một chút về thầy Minh Tuệ được không? Bây giờ cô mệt rồi, nhưng cô đang thanh tịnh nha. Ủa, thế con... lúc nào con gọi cô không thấy cô mệt vậy? Thế cô lên mạng cô chửi thầy, con thấy cô nói mạnh lắm mà sao giờ cô lại mệt à? Cô vừa làm việc xong. Ủa, sao sáng con gọi cô cũng bảo là cô mệt à? Bây giờ cô không có thời gian, bây giờ cô đang làm việc vừa xong giờ cô đang thanh tịnh. Không, con chỉ muốn hỏi sư cô một câu thôi, là ý là con thấy cô nói về thầy Minh Tuệ á, thì đó là cái điều gì mà cô lại nói về thầy Minh Tuệ như vậy? Cô có thể trả lời cho con một câu được ạ? Cái đó để luật trời tính cho cô nhá. Ý là luật trời như là thì cô có thể cô nói cho con biết là cái lý do vì sao, cái động cơ nào cô lại nói thầy Minh Tuệ như vậy á? Cô chỉ nói là cô nói theo tiếng lòng của cô, đó là luật trời. Yeah. Nhưng mà con đang hỏi cô là cô là một người tu hành mà cô lại vu khống cho thầy Minh Tuệ như vậy. Mà cô nói là đi theo luật trời đi nha. Nhưng mà cô là cái người tu hành mà tại sao cô lại nói thầy Minh Tuệ như vậy à? Ý là mình nói mà không có sự thật thì mình vu khống cho người khác thì đấy có phải là cái nghiệp không cô? Sư cô? Chứ sao sư cô lên trên mạng cô chửi lắm mà sao bây giờ con hỏi sư cô mà sư cô không dám trả lời? Ý là sư cô chỉ cần trả lời cho con biết là cái việc mà sư cô vu khống cho thầy Minh Tuệ như vậy á, là cái động cơ của sư cô là gì? Và tại sao thầy Minh Tuệ không có làm gì cả, không có nói gì sư cô cả? Và tại sao cô lại nói thầy Minh Tuệ như vậy? Ủa sao sư cô không trả lời? Con thấy Nico Diệu Hân lên tiếng rất là mạnh mẽ mà sao con gọi là không dám trả lời là sao ạ? Đâu rồi Nico Diệu Hân, trả lời giúp con coi. Ủa sao mà để con gọi hoài mà không trả lời vậy? Có thấy Nico lên chửi thầy Minh Tuệ dữ lắm mà sao bây giờ lại không thể nói gì vậy? Luật trời tính đi. Dạ? Không thể nói gì vậy? Giả bộ như là luật trời nhưng mà Nico lên dạ. Nico đi vu khống xúc phạm người khác như vậy. Không làm gì bao nhiêu người. Dạ? Sao vậy Nico? Chứ ông là thánh là Phật, không ai nói chứ. Không, không ai nói là thầy Minh Tuệ. Con không nói thầy Minh Tuệ là thánh là Phật. Nhưng mà Nico lại là cái người nói là thầy Minh Tuệ là phản quốc, là phản là chống phá, là nhóm rồi là này kia. Con thấy sư cô là cái người tu hành mà tại sao sư cô lại nói như vậy à? Bởi vì con thấy là Nico tự xưng mình là người trong thời mạt pháp, Nico đến giảng pháp mà sao Nico là cái đạo đức thì không có mà sao lại giảng pháp được? Nico giảng pháp cho con nghe thử coi. Con thấy Nico lúc nào cũng đọc là trong thời mạt pháp Nico đến chùa giảng pháp mà. Dạ? Con thì con thấy Nico bảo là Nico là trong thời mạt pháp đến giảng pháp, mà con thấy Nico là thứ nhất là về đạo đức của một người tu hành là Nico đã không có. Mà con cũng không gọi là Nico, bởi vì nếu đã gọi là Nico thì không có thể nào mà đi vu khống lại bôi nhọ danh dự xúc phạm người khác như vậy được. Con không hiểu là Nico có biết được cái luật nhân quả, có biết được cái đạo đức của con người là tối thiểu cần phải có là như nào không? Mình đi vu khống, mình xúc phạm người tu hành như vậy đâu có tốt đẹp gì đâu mà sư cô lại bảo là để cho luật trời. Ủa tại sao con thấy Nico lên trên mạng mạnh miệng tuyên bố gióng giạc, mạnh miệng đanh thép lắm mà tại sao con hỏi sư cô lại không dám đối chất?
Tại sao sư cô lại không dám trả lời? Vì sao vậy? Nico hãy mạnh mẽ giống như Nico lên trên video, Nico chửi thầy Minh Tuệ như thế nào thì Nico hãy trả lời con như vậy. Tại sao Nico lại sợ? Sao Nico không dám trả lời? Alo? Sợ mọi người đấy. Alo? Không dám đối chất theo. Alo? Mọi người thấy chưa? Em đã gọi trực tiếp cho cái bà giả Nico, nhưng mà em tối thiểu nhất em phải tôn trọng khán giả giống như tôn trọng quý vị khán giả vậy. Bởi vì khi mọi người xem cái kênh của em là hàng trăm ngàn người xem, hàng triệu người xem, chứ không phải một người. Bởi vì nếu như em lên mạng để em chửi những cái ngôn từ nó không có tốt đẹp gì cả thì mọi người sẽ nghĩ Hoàng Sáu như thế nào. Cái thứ hai, em vẫn tôn trọng là để em gọi sư cô, nhưng thực ra ấy thì bà này không có xứng đáng để nhắc đến tên của hai từ đấy. Bởi vì cái người mà đã gọi là tu hành, người ta không có thể nào mất đạo đức, vô văn hóa, đi vu khống, bôi nhọ và xúc phạm người khác, đặc biệt lại là xúc phạm đến người tu hành, thì đây là cái nghiệp chướng của bà Nico Diệu Hân này. Em chắc chắn rằng là cái bà này sẽ xem được video này của em. Nếu như Nico Diệu Hân mà cái giả sư ấy, giả sư cô mà xem được video này của em, hãy mạnh mẽ như là lúc mà nói thầy Minh Tuệ. Bởi vì mình không làm gì sai. Bà nói là bà thuyết pháp mà, sao gặp Hoàng Sáu TV sao lại rụt vòi luôn rồi, sao không dám giảng pháp Hoàng Sáu TV nghe. Nên là em chỉ muốn nói tất cả mọi người, em rất là muốn chửi, nhưng bởi vì em phải kiềm chế. Bởi vì nếu em mà chửi thì em lại như quý vị khán giả rồi, không thể nào làm truyền thông được, đúng không? Nên là em phải kiềm chế tất cả những lời nói, làm sao để dù mình có tức thì mình cũng không chửi, để mà mình tạo được cái cuộc nói chuyện hài hòa, để có những cái thông tin để cho mọi người xem. Và em cũng nói với tất cả mọi người rằng là em đã biết được số điện thoại của bà giả sư cô, giả tu. Bởi vì thực ra em đã biết là bà này không có tu hành gì cả đâu, nhưng mà em vẫn tôn trọng để em gài, em gọi như vậy để cho bà nói thôi. Nhưng mà bà đã nhận ra tiếng của em, em tin chắc bà này đã nhận ra tiếng của em. Bởi vì hồi sáng ấy, em đã dùng cái số của em để em gọi cho bà. Bà đã nhận ra giọng của em, bà tắt máy. Và buổi chiều em biết là bà biết em rồi, em đã đổi số điện thoại khác, và em đã lấy cái máy khác để em gọi cho bà này. Thì bà đã nhận ra giọng của em, nhưng bà không biết từ chối làm sao, bà không biết trả lời ra làm sao. Em nói thật với mọi người là bà này rụt rè không dám nói, chứng tỏ bà này đang làm theo một cái ý của người nào khác. Bởi vì bà đâu có dám đối chất với em. Nếu bà nói từ trong tâm, nói từ cái suy nghĩ của mình thì bà sẽ nói với em ngay. Nhưng bà lại sợ, chứng tỏ là bà đã nhận được tiền, hay là bà đang bị người khác giật dây để nói một cái điều gì đó mà nhằm là để bôi nhọ hay là xúc phạm đến thầy Minh Tuệ. Chị em nói tất cả mọi người, nếu như mà thầy Minh Tuệ mà là cái người gì đó, ví dụ như là có những cái tật xấu hay là có những cái điều gì đó để mà bà này nhắc đến, thì em không nói. Bởi vì như bản thân em, bà nói em không nói. Nhưng thầy Minh Tuệ ba y một bát, một ngày ăn một bữa, và bao nhiêu năm nay những lời nói của thầy không có xúc phạm đến ai. Tất cả mong muốn cái điều tốt đẹp đến với mọi người. Vậy mà một cái người mà tự xưng mình là Nico mạt pháp, trong thời mạt pháp đến giảng pháp. Em hỏi mọi người giảng pháp ở đâu? Muốn giảng pháp phải học pháp, muốn thuyết pháp phải có pháp thì mới giảng pháp, mới thuyết pháp được. Mà pháp thì không có. Đạo đức cái tối thiểu nhất của một con người là không có, thì lấy đâu ra cái danh nghĩa tu hành? Em hỏi tất cả mọi người như vậy thôi. Nó có bản lĩnh đến đâu thì đối chất Hoàng Sáu TV. Chứ thấy Hoàng Sáu TV gọi là bắt đầu sợ. Thấy không? Lên trên mạng thì chửi như đúng rồi, đanh thép lắm. Nào là bắt thầy, nào là túm thầy, nào là thế này thế kia, rồi bảo là thầy giả này kia, sao không dám nói. Em nói tất cả mọi người đấy là mới gặp Hoàng Sáu rồi nhá, đã không dám nói rồi. Thì em hỏi tất cả mọi người là bà này thì thực ra là em nói tất cả mọi người là cũng chỉ vì cái danh lợi gì đó thôi. Bởi vì em đã gọi trực tiếp rồi nhưng mà không dám nghe máy. Đây, để em gọi lại xem là bà này bà có dám nghe máy không. Đó, đây là cái số này buổi sáng này. Em gọi bà là bà sợ. Này, để em gọi nhá.
Bà này em nói tất cả mọi người là bây giờ sợ rồi. Nhạc chuông bây giờ em cho nghe mà nó vi phạm bản quyền. Để em đợi xem là bà này có nghe máy không, để em cho mọi người lên trên video luôn. Để xem bà dám nói không. Đó, lên trên mạng thì chửi thầy ghê lắm. Mà gặp em gọi hỏi là bắt đầu là im re, cứ bảo là mệt. Là làm việc gì? Ăn mập mày mập mặt mắt không mở được. Mà suốt ngày lên nói xấu ở nghiệp chướng là mệt đấy. Đấy bây giờ quý vị thấy không? Không dám nghe. Đó, không có dám nghe. Rồi hôm nay cũng nghe được một cái thông tin rất là vui. Cái bà Nico Diệu Hân này á, là biết đâu là có người báo lại á. Bởi vì bà này á, là có người chuẩn bị cho bà cái kịch bản để bà ấy chửi. Khi mà nghe là trên mạng dần dần họ tìm kiếm là sợ không dám ra đường nữa. Bây giờ nằm úp mặt vào tường ở nhà đó không dám ra đường. Ra đường sợ người ta nhìn thấy. Đi đến đâu người ta cũng ghét, đi đến đâu người ta cũng đuổi. Em nói tất cả mọi người là đến đâu người ta cũng đuổi hết. Bởi vì sao? Bởi vì là cái con người giả nhân giả nghĩa mà đòi ở đây được cái làm cái việc thất đức, đi vu khống, đi bôi nhọ, đi xúc phạm người khác thì chắc chắn phải bị xử lý. Em nói tất cả mọi người là em gọi đâu có dám nghe máy đâu. Bởi vì sao? Bởi vì là họ sợ. Họ làm cái việc ác, họ đâu có dám đối diện cái sự thật đâu. Họ chỉ có ở trong bóng tối để mà họ nói những cái lời đó, cay nghiệt đó. Bởi vì sao? Họ có lòng tham sân si, đố kỵ. Bởi vì thầy Minh Tuệ thì được triệu người mến mộ, người ta tôn, người ta ở đây là người ta tôn kính. Còn bà này thì ra đường đến cái con bốn chân nó cũng chạy, thì lấy đâu ra mà để người ta tôn kính. Đó, rồi em cũng nói tất cả mọi người là cái bà Nico này thì em cũng sẽ lấy số khác để em gọi, để xem là bà trốn đường nào. Để em xem bà trốn đường nào. Để xem là cái lời nói đanh thép của bà nó như thế nào. Đó, nên em nói tất cả mọi người rồi. Cái việc làm của bà thất đức, vu khống, xúc phạm đến thầy Minh Tuệ như vậy thì cũng cái nghiệp nó đến nhanh lắm. Đó, hôm nay nói là mệt rồi đấy, sốt rồi đấy, có khi là mai dãy đành đạch rớt xuống giường rồi ra đi cũng nên. Em nói tất cả mọi người, cái nghiệp chướng nó đến ngay kiếp này à, đâu có ai làm gì đâu. Bây giờ bắt đầu là mệt thở không ra rồi. Em hỏi tất cả mọi người, bây giờ cái con người á, mập như con heo, lăn thì nhanh hơn đi, mắt thì mở không ra. Em hỏi tất cả mọi người là em lấy đâu ra sức khỏe. Mình hãy làm điều thiện, nói những cái điều tốt, không có ác ý thì mình mới giành được cái điều tốt đẹp chứ. Cứ giả tu giả ni cô để làm gì? Lợi dụng là mình là cái người tu hành à, để đi lên mạng để xúc phạm, để bôi nhọ, để nói xấu thầy Minh Tuệ à? Nên em nói tất cả mọi người là cái việc đó thì không cần thầy phải xử lý đâu. Nếu không, cái nghiệp chướng của bà là tự khắc bà sẽ phải chịu thôi. Rồi hôm nay cũng để thông báo với tất cả mọi người một cái thông tin vui là cũng nghe được người dân nhá ở khu vực Nha Trang ấy, và có nói rằng là ngày mùng 1 ấy là người dân mà ở trong cái khu công ty đó mọi người, là người dân ở trong cái khu công ty nhà máy dệt nơi mà thầy Minh Tuệ đi khất thực. Có nghĩa là em nói cho mọi người hiểu này, là ngày mùng 1 tháng 8 là chúng ta thấy rằng là thông tin là thầy Minh Tuệ được phỏng vấn của VTV đấy, là thầy Minh Tuệ đã xuất hiện ở trên VTV, trên một nhà đài của nhà nước Việt Nam, là mọi người cảm thấy rất là vui rồi. Thì buổi sáng hôm đó là cái nơi mà em hay quay cho tất cả mọi người xem, là cái khu ngã ba dẫn vào cốc của thầy Năm ấy. Thì cái hôm 1 tháng 8 đó nó lại như thế này, là em nghe người dân kể lại nhá, đây là thông tin cũng khó thể mà là có cơ sở để chia sẻ với tất cả mọi người, là thầy có đi khất thực bộ hành cách cái ngã ba đó còn khoảng tầm 200 mét. Có nghĩa là bình thường thì thầy không có đi đường đấy, nhưng mọi người biết lý do vì sao ngày mùng 1 tháng 8 thầy lại đi đường đấy không? Bởi vì em nghe người dân nói là bình thường ấy thì thầy đi cái ngõ dưới, cái ngõ mà chạm điện ấy, thì mọi người theo dõi kênh của em sẽ biết mà, những ngày em quay ở Nha Trang đấy thì có hai chốt, một chốt là ở chạm điện, còn một chốt là ở cái đường trục đường chính. Thì em cũng hay quay cho mọi người xem là trục đường chính ấy thì lúc nào cũng đông người hơn, còn chốt ở chạm điện ấy thì nó không có đông người. Thì khi mọi người mà đứng ở cái chốt trên không thấy thầy thì đã di chuyển ở chốt dưới. Nhưng mà hôm 1 tháng 8 thầy lại đi ở chốt trên. Vì sao? Bởi vì hôm đó thì người dân họ nói là vẫn như thường ngày, mà thấy ở cái khu vực đứng ở bên ngoài vô ấy, nhìn vào ấy thì thấy ở bên trong đông, thì họ cũng chỉ biết là ở trong đấy sao đông người thôi, không có nghĩ là thầy đi ra. Bởi vì là còn 200 mét đó thầy mới đi ra đến ngoài ngã ba mà, thì thầy ở bên trong đó thì nếu mà đứng ở lúc đấy là cầm cái điện thoại quay là thấy đấy. Nhưng mà cái lý do thì người dân mới nói là cái hôm đó là ở cái bên chốt dưới á, thì lại có một đám ma, mà đám ma thì lại có người lạ, người dân lạ họ đến, thì thầy đâu có đi đến đường đó được. Bởi vì thầy ra bên đó thì cái đám ma thì bắt buộc rằng là hôm đó thì chắc chắn rằng là sẽ có, bởi vì thầy đi bên đó thì chắc chắn rằng là sẽ có người dân lạ họ đến đó. Rồi thấy thầy đúng không? Thấy thầy thì làm sao mà thầy đi khất thực ở đó được. Nên là thầy đã chọn đi lên cái đường trên để đi khất thực.
thì người dân họ khi mà họ nhận ra được thầy Minh Tuệ thì thầy đã quay vô đó, bởi vì lúc đấy bây giờ ở đây đâu có còn ai đâu, ở cái con đường nó không có còn ai cả đó, nhưng mà kiểu là hôm đấy là đám ma, thế là người dân họ đến đấy để họ họ đến cái đám ma đó, thì thầy đi ra đó thì lại gặp người dân họ đi vào đó nhiều ấy, thì đâu có cấm cản được, bởi vì mọi người biết là ví dụ như đám cưới thì còn có thể ấy được, nhưng còn đám đám tang thì làm sao mà cấm được. Thế là người dân họ vô đó đông thì bắt buộc là phải đi vào bên trong đó một xíu nữa, thì thầy đâu có đi đường đó được, thì thầy lại đi đường đó thì người dân lại đông, bắt buộc thầy đi đường trên, mà thầy đi đường trên thì người dân lại thấy. Thì em là tất cả mọi người, là nó vui ở đây là cũng nhiều người dân ở cái công ty nhà máy dệt ấy là họ đã đi ra, bởi vì cái khu chốt chạm đó thì người dân thường không có vô được, người dân thường không có vô được, nhưng mà người dân ở công ty ở trong cái con đường đó thì họ mới vô được, bởi vì họ quen mặt hết rồi họ mới vô được. Thì lúc đó cái trong cái giờ mà đang làm ấy thì có một công nhân đi ra ngoài, thì có ra thì thấy thầy đi khất thực cái con đường đó đó, thì em hỏi tất cả mọi người là ở đây là bởi vì giờ những cái người ở đó họ kể mới biết, chứ còn ở đây là chúng ta người dân thì làm sao mà đi vô trong được, thì không đi vô được ấy, thì nó cũng có được cái lợi ở đây là gì, đảm bảo cái sự an toàn cho thầy Minh Tuệ. Chứ bây giờ mọi người cứ đi vào nườm nượp hết trong đó để đứng ở đó để đợi thầy thì làm sao thầy mà đi xuất hiện đi khất thực được, có khi thầy lại còn phải đổi địa chỉ nữa chứ, đúng không? Nên là ngày hôm nay thì để chia sẻ với tất cả mọi người những thông tin vui là thầy vẫn đi khất thực ở Nha Trang chứ không có đi đâu hết á, bởi vì mỗi video em đều nói với tất cả mọi người ấy là những cái tin đồn thầy về Gia Lai là không có đâu, chắc chắn em cũng sẽ lên Gia Lai để quay cho mọi người xem là cái cốc của thầy cũng như nhà thầy ấy, để cho mọi người đập tan cái tin đồn đi. Nhiều đối tượng họ lợi dụng vào đó để họ chia sẻ cái thông tin là thầy về Gia Lai là không đúng. Đó nên là em cũng muốn chia sẻ với tất cả mọi người những cái thông tin như này để nó cho nó chính xác. Bởi vì là bây giờ thầy ở Nha Trang ấy là cái điều tuyệt vời, mà không phải ở Nha Trang đâu, thầy ở bất cứ đâu cũng an toàn. Trong nước Việt Nam phải ở bất cứ đâu cũng an toàn. Nhưng mà bây giờ thầy đang ở Nha Trang thì là cái điều tuyệt vời. Em thấy là tuyệt vời là bởi vì sao? An ninh thắt chặt, không lộ lọt bất cứ một hình ảnh nào của thầy ra bên ngoài. Bởi vì thầy vẫn đi khất thực hàng ngày, người dân vẫn gặp mà. Tuy là ở bên ngoài thì người dân chúng ta là không được nhìn thấy, không được quay phim chụp hình, nhưng mà người dân ở trong đó họ vẫn gặp. Thì đó là một cái điều hạnh phúc và đúng theo cái hạnh của thầy Minh Tuệ. Nên là em nói với tất cả mọi người rồi, người dân ấy thì có duyên thì sẽ gặp thầy thôi. Có thể là hôm nay chưa đủ duyên. Có những người á đến cái chốt chặn ở Nha Trang ấy nửa tháng nhưng mà không gặp thầy. Có thể họ vừa đi thì thầy lại bước đi, thầy lại bước ra. Đúng không? Nên là em cũng vẫn khuyên tất cả mọi người là hiện nay thì tất cả mọi người cũng đã hài lòng rồi. Thấy thầy trên mạng xã hội rồi, thấy thầy trên truyền hình rồi, gặp được thầy trên truyền hình là vui rồi, chúc thầy sức khỏe. Thầy cũng nói là thầy rất an toàn, được lực lượng an ninh thì đảm bảo, và thầy cũng vẫn đi khắc thực được hàng ngày. Thì đấy là cái niềm vui. Thì người dân cũng không nên tìm về, bởi vì khi mà người dân tìm về thì lại ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Thì lúc đó có thể thầy lại phải rời đi. Mọi người thấy rằng là em nói tất cả mọi người á, sau ngày 17 á, tháng 8 thì em chưa biết, nhưng mà từ nay đến ngày 17 thì chắc chắn với mọi người thầy vẫn ở Nha Trang. Bởi vì là thầy đã rời Gia Lai từ ngày 16, ngày 17 là bắt đầu đến Nha Trang. Thì thường thường đến đấy sẽ đăng ký tạm trú tạm vắng vào tầm 1 tháng. Thì bây giờ mới có là ngày mùng 2 thôi, thì có nghĩa là phải còn 15 ngày nữa. Thì lúc đó mới biết được là thầy đi đâu hay không. Chứ em vẫn tin rằng là thầy sẽ ở Nha Trang. Bởi vì bây giờ ở Nha Trang ấy cũng đã vào cái nề nếp an ninh thắt chặt, người dân lạ không có vô được, và hình ảnh không có lộ lọt ra bên ngoài, và an ninh ở Nha Trang thì hiện tại cũng đang đảm bảo an toàn tuyệt đối, là không có lộ lọt bất cứ một hình ảnh nào của thầy ra bên ngoài. Thì đấy là cái điều tuyệt vời. Thì thầy còn đi tu hành, đi khất thực, nên là người dân cũng không có nên tìm về đó nữa, bởi vì tìm thì có gặp được đâu. Em hỏi tất cả mọi người bây giờ nghe tin bảo là thầy đi khất thực có gặp được đâu, về làm gì? Bây giờ mọi người về đó thầy có ra bên ngoài đâu mà để gặp. Hữu duyên có thể là chúng ta vô tình, có thể chúng ta vô tình chúng ta lại gặp, giống như cái bạn công nhân đó ở trong nhà máy dệt đó, cũng đã bao giờ nhìn thấy đâu, bởi vì cái khu đó cũng cách ở trong khu thầy mà. Rồi là thầy đi khất thực thì đâu có gặp được. Nhưng mà vô tình cái hôm đấy đi ra lại gặp thầy đi khất thực. Bởi vì sao? Ở bên dưới nó có cái sự cố xảy ra. Thế là đi đường trên thì người dân lại gặp thôi. Nên là em nói tất cả mọi người rằng là hiện tại thì thầy Minh Tuệ vẫn đi khất thực ở khu vực đó. Và cái sự an toàn tuyệt đối thì đấy là một cái niềm vui đối với tất cả chúng ta. Bởi vì không phải là em nói tất cả mọi người nhá, là nếu như không có lực lượng an ninh, chúng ta đâu có biết được là cái đối tượng xấu họ rình rập như thế nào. Em nói tất cả mọi người, ngay cả cái bà Nico Diệu Hân giả đấy, giả tu đấy, đúng không? Bà cũng rình rập và nói xấu ghê lắm. Nhưng mà tại sao khi em đối chất bà lại không dám nói? Bởi vì sao? Bởi vì thực ra các chuyện nó không có sự thật. Bà đi vu khống, đi xúc phạm, bôi nhọ người khác như vậy, thì đến khi em hỏi thì bà lại im luôn, bà đâu dám trả lời đâu. Bởi vì em nói tất cả người vậy, như vậy chứng tỏ một điều là bà này là có người để gọi là giật dây đó, bảo bà nói để bà chửi, có thể là chưa tiền cho bà. Em nói tất cả người là cái bà này thì tâm địa thì độc ác, lúc nào bà cũng bảo để luật trời là phải xử bà trước. Bởi vì người ta đâu có làm cái gì đâu mà bà đi vu khống, đi xúc phạm, đi bôi nhọ danh dự của họ, mà đặc biệt là đi nói xấu một nhà tu hành. Cái người tu hành ấy nhá, là thứ nhất là người ta đã ăn chay, người ta ăn chay thì mình đi chửi họ,
cái nghiệp của mình đã nặng cỡ nào rồi. Còn chưa kể là thầy Minh Tuệ nói tất cả mọi người là ba y một bát, có nghĩa là không có nhận tiền, không xài điện thoại, không có trong hội nhóm của một tổ chức nào. Vậy mà cái bà Nico Diệu Hân giả tu, giả sư, đó giả tu hành, đòi lúc nào cũng đọc trên miệng cái câu là trong thời mạt pháp Nico đến chùa giảng pháp. Em hỏi mọi người là bà giảng ở đâu? Bà giảng ở đâu mà cái đạo đức không có thì giảng ai nghe? Em hỏi tất cả mọi người, cái tối thiểu nhất của một con người không cần là tu hành, không cần là Nico, nhưng mà phải có đạo đức cái đã. Nhưng mà cái đạo đức của bà thì bà đi vu khống cho mọi người tu hành thì lấy đâu ra ai mà giảng pháp cho bà? Ai nghe bà giảng pháp? Mà bà có pháp đâu mà bà đòi giảng, đúng không? Em hỏi tất cả mọi người, những cái lời nói của bà là vu khống xúc phạm, rất là cay nghiệt, nhắc đến thầy Minh Tuệ. Nhưng mà khi em hỏi đến bà này thì bà lại nói là để cho gọi là trời, luật trời. Em hỏi với mọi người, nếu có luật trời mà xử lý bà trước. Bởi vì cái tội của bà là cái tội gì? Thứ nhất là mượn cái danh tu hành, giả tu để mà đi xúc phạm người khác, đi vu khống cho người khác, cái nghiệp lớn lắm. Mà đi vu khống cho một nhà tu hành nữa thì em hỏi tất cả mọi người, cái nghiệp nó lớn lắm. Nói thầy Minh Tuệ như thế nào? Mạnh miệng lắm, mà tại sao gặp em lại không dám nói? Em hỏi tất cả mọi người như vậy. Nên là tất cả chúng ta ở đây á, là theo dõi cái hành trình của thầy Minh Tuệ, là chúng ta đã biết là thầy hiện tại như thế nào. Người dân ấy thì họ rất là vui khi mà thấy hình ảnh của thầy xuất hiện, đúng không? Tất cả mọi người đều cảm thấy rất là vui, bởi vì là thấy thầy Minh Tuệ, chúng ta thấy rằng là thầy đi khất thực, thầy đi bộ hành, thì đấy là một cái điều rất tuyệt vời, đúng cái hạnh của thầy. Và thầy cũng nói là bây giờ thầy đang rất là an toàn, thầy cũng đang ở cái khu vực mà ẩn tu trên cốc của thầy Năm ấy. Thì em nghĩ rằng là nếu như mà sau này thầy có đi bộ hành, di chuyển chỗ, thì có thể là về Gia Lai thì cũng phải tầm độ 1-2 tháng nữa. Chứ lấy ở đâu ra mà bây giờ mới về Nha Trang được có nửa tháng mà đi đâu và về đâu, đúng không? Những tin đồn như vậy nó đưa lên. Rồi em nói tất cả mọi người rồi, sẽ có nhiều người sẽ gặp được cái bà Nico giả tu này. Chúng ta không cần phải động tay động chân hay làm cái điều gì đó đâu, nó bẩn tay. Chúng ta hãy cứ để cho pháp luật xử lý, và hãy để cho cái điều tự nhiên, cái nghiệp quả nó sẽ đến thôi. Bởi vì sao? Cái người làm điều tốt ấy, làm điều thiện ấy, thì họ sẽ may mắn có những cái điều tốt đẹp xảy ra. Có những cái người mà làm điều ác, đi xúc phạm vu khống một nhà sư tu hành như thầy Minh Tuệ, thì cái nghiệp chướng của họ là họ cũng sẽ lớn lắm, họ cũng không có thoát được đâu. Em chỉ nói với tất cả mọi người là bây giờ nói chuyện lên trên mạng này, chửi thầy Minh Tuệ mà mắt thì mở không ra, đúng không? Là cho mọi người hiểu là cái tâm sinh tướng nó ác như thế nào rồi. Nhưng mà khi đối chất bằng sóng TV thì đâu biết nói gì. Em nói tất cả mọi người là ở đây là bà chỉ mạnh miệng để lên một cái máy để có người quay. Bởi vì em phải nói tất cả mọi người này, cái bà này thì mắt không có nhìn thấy bấm điện thoại đâu, phải có người đăng, phải có người quay. Vậy thì ai là cái người đã quay cho cái bà Nico giả tu, giả sư này? Thì em nghĩ rằng là đấy có phải là đệ tử của bà không? Mà cái đệ tử của bà thì có thể là sẽ phải móc nối gì đó với ai để mà có những cái lời lẽ xúc phạm thầy Minh Tuệ như vậy, trong khi cả nước họ đang tán thán, cũng có nghĩa là ủng hộ thầy Minh Tuệ trên con đường tu hạnh đầu đà. Có nghĩa là từ trước đến nay đã có ai mà tu theo hạnh đầu đà thực hành được như thầy Minh Tuệ hay chưa? Thầy không có nhận tiền của ai, thầy không có nói xấu những cái lời nói gì đó với ai, mà thầy cũng không có bao giờ xúc phạm ai. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là những cái lời nói của bà này thì khi em gọi thì bà không dám nghe. Vậy thì em hỏi tất cả mọi người ở đây là cái con người nếu như mà thực sự là để nói là tu hành ấy, thì cũng chả phải. Bởi vì bà nếu là người tu hành thì chả bao giờ nghiệp báo như thế, đúng không? Bởi vì nếu như là người tu hành thì đâu có thể nào mà lên trên mạng để chửi người khác như vậy. Đã gọi là tu thì mình phải tu khẩu nghiệp cái đã. Còn bà này thì khẩu nghiệp lên trên mạng để vu khống xúc phạm người khác như vậy thì đâu phải gọi là tu. Nhưng mà khi tất cả quý vị và các bạn theo dõi được cái hành trình của thầy Minh Tuệ, chúng ta mới thấy được rằng là cái việc làm của thầy Minh Tuệ á, đâu cần phải lên trên mạng để nói lại ai, đâu cần phải nói xấu ai, thì cái nghiệp đó nó tự đến, nó tự báo. Những cái người mà họ là ác tâm ác đó, xúc phạm thầy thì chắc chắn cái gặp quả báo thôi. Cho đến ngày hôm nay, khi tất cả quý vị và các bạn theo dõi thông tin của Hoàng Lê TV, thì mọi người thấy rằng là em đã tìm được số điện thoại của bà Nico giả sư này, cũng là một cái hữu duyên. Thì bà này cũng không có trốn được đâu. Em nói tất cả mọi người là em gọi thì bà không dám nghe, bà không dám trả lời, bà không dám đối chất. Thì em hỏi tất cả mọi người là vì sao? Bởi vì thực ra là bà này có thể là theo người khác giật dây, nghe theo người khác để lên trên mạng để chửi bới xúc phạm thầy, thì chắc chắn cái nghiệp báo của bà sẽ gặp những cái điều gì đó nó xấu xa. Bởi vì cái con người mà em nói tất cả mọi người mập ú, mắt thì mở không ra, mà lại thích nghiệp báo chửi người khác, đặc biệt lại chửi một nhà tu hành, thì chắc chắn với mọi người rằng là không phải Hoàng Thế TV, thì sẽ có người họ sẽ xử lý thôi. Còn xử lý ở đây là để gọi là có nghĩa là để nói cho mặt bá thôi. Chứ cái con người mà em nói tất cả mọi người gần đất xa trời như vậy, động tay động chân làm gì, đúng không? Em nói tất cả mọi người như vậy cũng khuyên tất cả mọi người là tất cả chúng ta hãy, cái nghiệp hay là những cái việc làm sai trái
sẽ có pháp luật xử lý. Tất cả chúng ta thì hãy hành động một cách văn minh và cũng như là tôn trọng, giống như em vậy thôi. Em cũng nói chuyện với bà thì cũng giống như kiểu là mình tôn trọng một người lớn tuổi, nhưng mà không phải người lớn tuổi nào cũng đã được trân trọng. Bởi vì nếu như mà họ mà cũng là con người tử tế, là con người có đạo đức thì mình sẽ tôn trọng, không phải là cứ cái mang cái mác lớn tuổi là chúng ta phải tử tế đâu. Nhưng mà bởi vì em cũng đang lên truyền thông thì để cũng chia sẻ với tất cả mọi người những cái câu nói này để cho mọi người hiểu được rằng là mình cũng hạn chế những cái câu nói tục tĩu để cho mà khán giả thì sẽ nghe được những cái câu gì đó nó văn minh trong kênh của Hoàng Sa TV. Nên là khi tất cả quý vị các bạn xem được video này thì mọi người cũng góp ý, bình luận bên dưới video ủng hộ giúp em, và em sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất để cung cấp đến tất cả mọi người, đặc biệt là cái bà giả sư giả tu và cái bà giả Nico lên trên mạng để gọi là nói xấu vu khống xúc phạm thầy Minh Tuệ, để cho mọi người biết được cái hành trình là chắc chắn cái bà này sẽ, có nghĩa là sẽ phải bị xử lý thôi, không thể nào để cho bà tự tung tự tác ngày nào cũng lên trên mạng ra giả để trở thành như vậy được đó. Nên là chắc chắn các mọi người cái nghiệp nó đến nhanh lắm, quả báo nó nhanh lắm, không có thoát được đâu. Rồi cái video này thì em sẽ xin phép dừng ở đây. Em cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video này. Quý vị khán giả xin xem hết thì mọi người nên nhớ là hãy like và để lại cái lời bình luận, bởi vì bình luận càng nhiều thì tương tác sẽ càng cao và nhiều người sẽ xem được, biết đâu gặp bà Nico ở ngoài đường thì có xử lý bà. Rồi em xin chào tất cả mọi người nha, chào mọi người.